Congratulations. Pinggir aja, pinggir. Nào, chạy đâu quá. Hay quá. Yes sir. Good. Nice. Very nice. Hai chị em đứng vào. Mang bạc đi, chân vàng quá ba nhau. Nào, cầm đúng cơ, cầm đúng ấy vào, hướng vào. Ngôi sao lên trên. Rồi, ok. Yeah. Ok. Tuyệt vời em ơi. Mừng Phúc. Mừng năm. Thật sự hôm nay có một cái tinh thần chuẩn bị rất là kỹ. Nên là Thanh Phúc bước đến với cái giải này thật sự rất là tinh thần rất là mạnh mẽ. Nhưng cái vấn đề lo lắng ở đây là từ phía thật sự là khá oi bức. Biết rằng là khó người khó ta trong trận trong tháng, nhưng mà thật sự bản thân Thanh Phúc cảm thấy là thời tiết lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình thấy thật sự khó chịu, nhưng mà cũng may mắn là mình có cái đề tài kinh nghiệm rất là dày, nên là thành thử ra là Thanh Phúc biết phân phối sức nó đều đặn để không bị đuối. Và hôm nay thì thật sự thành tích của Thanh Phúc rất là kém, bởi vì là mục tiêu Thanh Phúc đến đây là chinh phục tấm huy chương, chứ những cái thành tích của Thanh Phúc thì Thanh Phúc sẽ tỏa sáng ở những đấu trường lớn hơn. Có cái áp lực nào? Lần thứ 5 sau 6 kỳ sang dự SEA Games thì nó có khác gì so với cả những lần trước? Tuy nhiên nó rất là khác, bởi vì là trước đây thì Thanh Phúc thật sự là mình có cái sức trẻ, và đối thủ thì cũng tầm Đông Nam Á, nó cũng không phải là đáng ngờ. Đây nhưng lần này đấu trường SEA Games thật sự là Thanh Phúc đã chuẩn bị hơn một năm rất kỹ lưỡng để cho một kỳ SEA Games thành công, bởi vì rằng là Thanh Phúc đã năm nay đã 33 tuổi rồi, và cái nội dung thi đấu là 20 km nó rất là dài. Đoạn đường thi đấu, lộ trình thi đấu thì rất là tốt, điều kiện ăn uống ở đây cũng rất tốt, chỗ ở cũng rất tốt. Thật sự là Thanh Phúc gửi lời cảm ơn tất cả những người hâm mộ, cơ quan đội tuyển quốc gia, và đặc biệt là các chú liên đoàn điền kinh Việt Nam đã tạo điều kiện cho Thanh Phúc có được ngày hôm nay. Thanh Phúc nghĩ rằng là tấm huy chương vàng này là dành cho tất cả các cô chú lãnh đạo đã tận dụng Thanh Phúc, cũng giống như là gửi đến tất cả những người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi Thanh Phúc ngày hôm nay. Thật sự Thanh Phúc cảm thấy bản thân mình rất là happy. Có cái áp lực nào cho Thanh Phúc không, khi mà sáng nay thì marathon của mình chỉ có 1 bạc và 1 đồng, và trong cái cuộc thi vừa rồi thì Phúc cũng đã 2 lần bị trọng tài bắt lỗi rồi, một lần nữa là phải vào chung cuộc. Thanh Phúc nghĩ rằng là thật sự cái đấu trường SEA Games, Thanh Phúc thấy trong sự nghiệp thi đấu của mình thật sự đấu trường SEA Games rất là phải là khiến bản thân Thanh Phúc rất là áp lực hơn những giải thi đấu Olympic hay là điền kinh thế giới, cũng giống như những cái giải châu Á đi. Tâm lý Thanh Phúc rất là thoải mái, nhưng mà về đấu trường SEA Games thì Thanh Phúc không hiểu vì sao mà trọng tài nó hơi khắt khe với tất cả các vận động viên, đặc biệt là với những cái vận động viên mà kỳ cựu nhất thì Thanh Phúc nghĩ rằng là mình cứ cho mình là đi đúng đi, mình cứ làm hết khả năng của mình đi. Nếu như trọng tài thì là sẽ có rất là nhiều trọng tài, mỗi trọng tài là mỗi ý khác nhau, mình không thể hiểu hết được, bởi vì là mỗi cuộc thi đấu là có những trọng tài khác nhau, nó không trùng lặp một trọng tài tàu do các quốc gia ở những cái đấu trường khác cả. Và cứ đi bộ thì nó sẽ khác với chạy, tức có nghĩa là khi trọng tài bắt thì trọng tài sẽ bắt bằng mắt thường, nó hoàn toàn nó không có một cái camera hoặc là cái truyền thông nào mà theo dõi trực tiếp hoặc là quay lại ghi hình lại cả, khiến cho chúng ta bắt nó sẽ khắt khe hơn và nó tạo áp lực cho vận động viên hơn. Mà Thanh Phúc nghĩ rằng là hôm nay Thanh Phúc đã bị thay đổi, nên Thanh Phúc sẽ đi những cái đoạn cuối nó sẽ chuẩn mực hơn và tập trung hơn về cái kỹ thuật để đảm bảo tấm huy chương vàng.